Vâng, và 22 giờ tối nay thì đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên. Và anh Tiệp ạ, ngay lập tức thì giới chuyên môn đã đánh giá về khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Đó là chúng ta cần vượt qua đội tuyển Indonesia và làm sao để hòa với đội tuyển Iraq để trở thành một trong 4 đội bóng có thành tích tốt thứ 3 tốt nhất để có thể giành quyền đi tiếp. Vậy anh đánh giá như thế nào ạ? Thực sự có thể nói rằng là chưa khi nào đội tuyển bóng đá Việt Nam lại gặp khó khăn như thời điểm hiện tại. Trong quá trình chuẩn bị thì đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta, các tuyển thủ liên tiếp gặp phải những chấn thương, và ngay cả ở những phút cuối cùng trước khi lên đường thì đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta, như bạn đã biết thì Hoàng Đức cũng đã phải ở lại. Vậy cơ hội nào dành cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier có thể giành quyền đi tiếp ở Asian Cup 2023? Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài những phân tích dưới những góc nhìn khác nhau. Hãy thử nhìn nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam dưới góc nhìn của Chan Transfermark, trang định giá cầu thủ uy tín bậc nhất thế giới. Chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Tổng giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam được định giá 6,3 triệu euro. Trong khi đó, giá trị đội hình của đội tuyển Nhật Bản, đối thủ vòng bảng của chúng ta, là hơn 316 triệu euro, cao gấp 50 lần của chúng ta. Thậm chí với giá trị là 6,3 triệu euro, chúng ta còn thấp hơn Indonesia được định giá 8,7 triệu euro và Iraq định giá 11,6 triệu euro. Tổng thể, chúng ta chỉ đứng thứ 23 trong tổng số 24 đội tham dự Asian Cup năm nay. Còn trên phương diện chủ quan mà nói, chưa bao giờ chúng ta tham dự một giải đấu chính thức lại thiếu đi những nhân tố chủ chốt như lần này. Cơn bão chấn thương đã lấy đi của huấn luyện viên Philippe Chaussier những quân bài quan trọng ở cả ba tuyến, từ thủ thành Đặng Văn Lâm cho đến Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải. Còn tuyến trên là Hoàng Đức, Tiến Linh. Thiếu vắng 9 cầu thủ, đội tuyển Việt Nam chỉ còn đúng 5 cái tên còn lại so với đội hình từng tham dự Asian Cup 2019. Đó là Hồ Tuấn Tài, trung vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Đây là những nhân tố trụ cột làm điểm tựa để những cái tên như Thái Sơn, Văn Khang có thể đặt niềm tin. Vậy đâu là điểm tựa để chúng ta còn có thể chờ đợi? Hãy lắng nghe chia sẻ của huấn luyện viên Philippe Chaussier trước giờ lên đường. Cũng có nhiều người không ủng hộ, nhưng điều này tôi tin chỉ càng khiến cho tôi và các cầu thủ mạnh mẽ hơn mà thôi. Cầu thủ hiểu điều đó và tôi cảm nhận được sự tin tưởng của họ dành cho tôi. Và khi tất cả cùng nhau đoàn kết, tôi tin chúng tôi sẽ có được kết quả tốt nhất. Quan trọng nhất là cuộc đối đầu với Indonesia. Nếu thắng sẽ mang lại niềm tin để chúng ta hướng đến một điểm trong trận đấu cuối cùng gặp Iraq. Vâng, thành tích của đội tuyển bắn súng Việt Nam có thể nói là khá đáng khích lệ trong thời gian gần đây. Thế nhưng với đội tuyển bắn cung Việt Nam thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều để giành được tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Bởi ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà thì đội tuyển bắn cung không giành được huy chương nào và cả ASEAN 19 cũng như vậy. Bắn cung Việt Nam đang chuẩn bị cao độ cho vòng loại Olympic, bắt đầu từ khâu tuyển chọn vận động viên. Các vận động viên của đội tuyển sẽ phải trải qua tới 4 vòng thi đấu nội bộ. Mỗi vòng kéo dài 5 ngày để chọn ra 3 vận động viên nam, 3 vận động viên nữ để tranh tài ở vòng loại Olympic sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 tới. Ngày 15 tháng 1 tới sẽ bắt đầu vòng tuyển chọn đầu tiên. Điều này khiến cho các cung thủ không dám nghỉ lễ mà thay vào đó là nỗ lực tập luyện. Bởi đây là cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nó cũng là một điều gì đấy khá là khó khăn với em, tại vì thời điểm hiện tại thì bọn em thay đổi và chỉnh sửa động tác khá nhiều. Mà cuộc đấu tranh nội bộ này thì bọn em kéo dài 4 lần và mỗi lần thì kéo dài trong 5 ngày ấy, thì khá là mệt, nhưng mà bọn em sẽ cố gắng làm sao mà tranh xuất có kết quả tốt nhất. Nếu vượt qua 4 vòng tuyển chọn, 6 vận động viên sẽ được cọ sát ở hai giải World Cup tại Trung Quốc cuối tháng 4 và Hàn Quốc cuối tháng 5. Trước khi chính thức bước vào vòng loại Olympic khu vực châu Á tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 18 tới 23 tháng 6 để hiện thực hóa giấc mơ Olympic. Em mong là em sẽ giành may mắn một lần nữa là giành được một tấm vé tham dự Olympic, bởi vì ai cũng mong được tham dự Olympic mà. Thưa quý vị, vừa qua thì vận động viên điền kinh Lê Tú Trinh đã nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển điền kinh thành phố Hồ Chí Minh để gia nhập một đơn vị khác. Và cuối cùng thì Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chấp thuận điều này. Vậy đâu là lý do mà đơn vị thành phố Hồ Chí Minh lại chấp thuận cho một ngôi sao của mình ra đi như vậy? Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tú Trinh đã rời khỏi đội tuyển điền kinh thành phố Hồ Chí Minh kể từ cuối năm 2023. Điều đáng nói, dù vẫn đang trong thời gian hồi phục, nữ hoàng tốc độ vẫn là một trong những vận động viên hưởng chế độ cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh
Tuy nhiên, Tú Trinh vẫn nhất quyết ra đi vì nhiều lý do khác nhau, dù vẫn còn hợp đồng 2 năm với thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu, chúng tôi cũng đã trao đổi và với nguyện vọng của Tú Trinh là muốn được chăm sóc gia đình và nếu như có một cái cơ hội mới sẽ tiếp tục ở một cái môi trường mới. Nhìn rộng ra thì đối với một vận động viên tượng đài và là một vận động viên lớn, chúng tôi tôn trọng cái nguyện vọng đó. Và thật ra thì đi đâu thì Tú Trinh vẫn sẽ là một cái tài sản của quốc gia và sẽ tiếp tục phát triển trong môi trường mới. Tú Trinh sẽ cùng với đơn vị mới làm việc với ngành thể thao thành phố Hồ Chí Minh để chính thức được ra đi. Khi có văn bản đồng thuận từ các bên, Tú Trinh mới đủ điều kiện để thi đấu cho đơn vị mới. Tú Trinh cũng mới trở lại sau chấn thương ở SEA Games 32 vừa qua. Vận động viên 27 tuổi này vẫn đang nỗ lực để tìm lại phong độ đỉnh cao. 2023 có thể nói là một năm quá thành công với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi mà các cô gái của chúng ta tham gia giải đấu nào là để lại dấu ấn đậm nét ở giải đấu đó, như là vô địch AVC Challenge Cup, sau đó vào tới bán kết của giải vô địch châu Á, bán kết của ASEAN và đồng thời cũng vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2023. Một năm 2023 thành công là như vậy, nhưng thực sự vừa là động lực cũng chính là áp lực đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong năm 2024. 10 giải đấu tham dự trong năm 2023 là một con số kỷ lục với bóng chuyền nữ Việt Nam và thành quả thu được cũng là những cột mốc lịch sử. Thế nên, mong ước lớn nhất với thầy trò Lưu Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn sẽ là có một năm 2024 bận rộn. Em mong muốn là năm 2024 thì tụi em cũng sẽ được tạo điều kiện để tập trung dài hạn cùng nhau hơn nữa, cũng như là được tạo điều kiện thi đấu được nhiều giải hơn nữa. Tại vì khi mà em nghĩ là bọn em mà được thi đấu nhiều ấy, thì bọn em sẽ có thật nhiều kinh nghiệm. Dẫu vậy thì năm 2024, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có 4 giải đấu tham dự, một con số khá khiêm tốn so với năm ngoái, nhưng vẫn có thể coi là đáp ứng được nhu cầu chuyên môn cho các cầu thủ. Thay đổi lớn nhất sẽ đến từ việc đầu tư cho các tuyến trẻ với việc thành lập đội tuyển U20 và rà soát gắt gao công tác đào tạo trẻ của các câu lạc bộ. Về chủ trương, liên đoàn với ban huyện là chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta sẽ tập trung nhiều các vận động viên và có các đặc biệt là các vận động viên trẻ nữa để chúng ta tính một cái dài hạn cho cái đội tuyển. Đầu tư cho tuyến trẻ sẽ là một phương án dài hơi nhưng bền vững cho sự phát triển của bóng chuyền nữ nước nhà. Chúng ta đang có một thế hệ vận động viên tài năng, nhưng việc duy trì thành tích trong thời gian tới chỉ có thể được đảm bảo nếu mỗi năm bóng chuyền Việt Nam lại trình làng những nhân tố triển vọng mới. Ở thời điểm hiện tại thì có rất nhiều những câu lạc bộ đã phải trả những cầu thủ trở về đội tuyển quốc gia để thi đấu các giải đấu tại Asian Cup cũng như là AFCON. Và trong đó thì có khá nhiều cầu thủ trụ cột, cũng chính vì vậy mà báo chí châu Âu cũng đã dành nhiều thời gian để bàn về hai giải đấu này. Daily Mail chia sẻ nội dung cuộc phỏng vấn cùng huấn luyện viên Andrei Postecoglou khi phải trả cầu thủ ngôi sao Tottenham Song Heung-min về đội tuyển Hàn Quốc thi đấu Asian Cup cũng như các cầu thủ khác thi đấu tại AFCON. Huấn luyện viên Postecoglou khẳng định Asian Cup và AFCON cũng quan trọng chẳng kém Euro với người dân châu Âu và còn thổ lộ hài hước. Ông mong Song Heung-min và đội tuyển Hàn Quốc thua đội tuyển Australia một lần nữa như ở trận chung kết Asian Cup cách đây 9 năm. Tờ Euronews kỳ vọng khi Asian Cup đã chuyển quốc gia đăng cai từ Trung Quốc sang Qatar vì dịch Covid-19, thì Qatar sẽ tổ chức thành công kỳ Asian Cup như những gì mà họ từng làm được ở kỳ World Cup lịch sử cách đây 2 năm với lượng người xem đông đảo trên các sân vận động lớn. Tạp chí Forbes nhận định về những ứng viên tham dự Asian Cup, giải đã chứng kiến 4 nhà vô địch khác nhau ở 4 kỳ Asian Cup tổ chức gần nhất. Forbes đánh giá cao đội tuyển Nhật Bản, nhà đương kim Á quân giải, đang là đội bóng châu Á được xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA với đội hình đa số là các cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia châu Âu. Trang Bundesliga thống kê các cầu thủ châu Á dự Asian Cup và sự ảnh hưởng của bóng đá châu Á tới giải. Từ Bundesliga cho tới giải hạng nhì, dù các giải đấu đang bước vào kỳ nghỉ đông, các đội bóng sẽ mất cầu thủ trong 5 vòng đấu, với Bayern Munich thì là 6 trận tại Bundesliga, chưa tính các trận đấu của các đội bóng tại Cúp Quốc gia Đức. Thưa quý vị khán giả, bóng đá Brazil không chỉ sinh ra những cầu thủ huyền thoại mà còn có cả những huấn luyện viên giàu thành tích nữa. Mới đây thì một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước này vừa mới qua đời. Gia đình ông Mario Zagallo cho biết, cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Brazil đã qua đời ở tuổi 92.
Trong sự nghiệp, nhà cầm quân này đã dẫn dắt đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970. Đây được coi là một trong những đội tuyển mạnh nhất lịch sử với sự góp mặt của Pelé. Ông cũng là trợ lý huấn luyện viên tại giải đấu mà đội tuyển Brazil vô địch vào năm 1994. Ngoài ra, Mario Zagallo cũng là thành viên của đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1958 và 1962. Cũng liên quan tới bóng đá Brazil, liên đoàn đá nước này vừa quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Fernando Diniz. Huấn luyện viên của Fluminense không tạo ra dấu ấn đáng kể trong thời gian đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tạm quyền. Hiện tại, liên đoàn bóng đá Brazil đang đàm phán với câu lạc bộ Sao Paulo để đưa huấn luyện viên Dorival Junior lên thay thế. Câu lạc bộ Sao Paulo yêu cầu liên đoàn bóng đá Brazil trả 400.000 euro phí giải phóng hợp đồng với nhà cầm quân này.